Hello các bạn, chào các bạn ngày mới nhá. Nay mình đang ở Nghệ An rồi. Nay mình sẽ đi từ Nghệ An qua Đà Nẵng để chơi. Nay là buổi, bây giờ là đang là buổi sáng 8:50. Ngủ đâu đấy khoảng đến 8 giờ mới bắt đầu mò dậy. Mặc dù là đặt báo thức là 6:30, nhưng mà thức dậy chỉ để tắt báo thức rồi ngủ tiếp thôi. Nay thì sẽ đi một cái nhánh ven biển của Đà Nẵng. Vậy trước tiên là bây giờ sẽ đi ăn trước. Ăn uống xong xuôi thì sẽ đi theo cái tuyến ven biển Đà Nẵng và tiến về đèo Hải Vân, một con đèo mà khá là nổi tiếng Bắc Nam, mà những người mà đi Bắc Nam chắc chắn thì là phải sẽ đi ngang qua đó, và cũng nhiều người đã được nghe về những cái câu chuyện gọi là tâm linh của cái đèo đó rồi. Và không khỏi nhiều người sẽ nghĩ nó là một con đèo rất là kinh khủng, hùng vĩ các kiểu, khó đi các kiểu, nhưng mà thực chất là khó đi chắc là ngày xưa khó đi thôi, chứ còn bây giờ mình đi qua mấy lần chả có cái gì khó đi cả. Nó đường rất là đẹp, rất là dễ đi, và nó cũng không có khó đi như mấy cái đèo ngoài Bắc, nó không thể nào so sánh được với mấy cái đèo ngoài Bắc được. Đấy, tất cả các cái đèo ở trong miền Nam gọi là đều đẹp ok thôi, chứ còn bảo khó và nguy hiểm thì ngoài Đông Tây Bắc của Việt Nam mình thì mới gọi là có nhiều cái con đường và nhiều cái con đèo nó mới phê đáng để nói. Còn cái tuyến đèo Hải Vân thì thiên về yếu tố tâm linh. Đấy, ngày xưa hồi còn nhỏ thì mình cũng nghe về đèo Hải Vân, mình nghĩ ui kinh lắm, đi đèo chắc nó phải xấu, đi đèo là nó phải nguy hiểm các kiểu. Đấy là trong cái tưởng tượng của mình khi còn nhỏ về những cái con đèo, cứ nghe đến từ đèo thôi là thấy ghê rồi. Và ngay cả những cái người lớn mà họ cũng nói là những con đèo nó rất là khó chạy và rất là nguy hiểm và đẹp. Cho đến khi mình lớn lên như bây giờ thì mình mới được trải nghiệm và mình mới biết thực chính xác nó là như vậy, nó là như thế nào. Cũng hay ha. Bây giờ tôi đi kiếm cái gì ăn cho nó có sức cái đó. Nay thì cũng chạy đâu đấy có 100 cây qua Đà Nẵng thôi. Qua Đà Nẵng rồi thuê rồi xong đi chơi bời Đà Nẵng một hôm, không có gì gấp gáp cả. Thời tiết thì rất là đẹp, rất là nắng ráo này. Được cái là khi mà đi vào trong tới khu vực ngoài này rồi đấy, nói chung là đi khi mà đã đi ra khỏi địa phận Hà Nội rồi là chi tiêu xài mọi thứ nó cũng rẻ đi một nấc. Nó cảm thấy là nó nhẹ nhàng hơn. Hôm qua mình ngủ khách sạn 2 giường có 205.000. Mặc dù là mình check in là buổi sáng sớm rồi, người ta tính cả phụ phí luôn rồi, mà cũng có 205.000, rẻ khủng khiếp luôn mọi người. Nếu mà ở đâu đấy Hà Nội thì chắc nó phải rẻ nhất thì cũng phải 3-4 lít. Hà Nội cái gì cũng đắt đỏ thật, đắt hơn cả Sài Gòn nữa mà. Ăn bún bò rồi các bạn ơi, tới Huế là phải ăn bún bò Huế. Vừa mới ăn sáng nha các bạn ơi. Đi bây giờ đang đi vào cái tuyến ven biển của Đà Nẵng. Ven biển của Đà Nẵng. À nhầm, ven biển của Huế. Để đi ra hướng đèo Hải Vân. Ăn tô đặc biệt của bún riêu. Một cái chỗ thấy khá là đông người ăn. Đấy, một cái tip nhỏ đó là khi mà muốn ăn kiếm cái quán ăn ngon ấy, thì mình sẽ nhìn thấy cái quán nào đông người dân địa phương ăn nhất. Đấy, thì mình sẽ vào quán đấy mình ăn. Quán bún riêu hồi nãy khá là đông, và giá phà cả cũng khá là rẻ. Nói thẳng ra là rẻ luôn. Tô đặc biệt 40.000 mà rất là nhiều topping, mình ăn không hết được. Bước vào một cái con cầu, một cái cây cầu để chuẩn bị bước qua ranh giới giữa thành phố và biển. Chúng ta sẽ bước vào một cái con đường ven biển của Huế. Cầu Thuận An. Đấy. Cầu Thuận An. Úi xời. Cũng xứ biển luôn. Nay thời tiết khá là nắng nóng. Nãy giờ mình đi mình thấy nóng kinh khủng luôn. Trời trong xanh nắng gắt. Bây giờ là 9:30. 9:30 sáng mà nó đã nóng như thế này rồi thì tầm trưa chắc là thôi vàng tóc mất. Cái đường này đi ra cũng khá là nhiều cái bãi biển của Huế này.
Đấy, mùa hè người ta sẽ đi rất là nhiều bãi biển Thuận An này. Đấy, bãi biển, một cái bãi biển thứ nhất. Thuận An, kính chào quý khách. Mình thì ngắm biển thì thích, chứ còn bảo tắm biển thì là mình lại không thích tắm biển nhá. Từ đó đến giờ thì đi biển cũng khá là nhiều, nhưng mà rất là ít khi để mà tắm, làm biển làm sao á. Bởi vì mỗi khi tắm biển xong là phải đi tắm nước ngọt này. Còn nếu mà không có nước ngọt để mà tắm thì nó cứ, người nó cứ rít cái ấy của biển, khó chịu. Sau cái tuyến ven biển của cái Huế này, mình thấy rất là nhiều cái thành phố buồn tang, rất là nhiều luôn. Đây này, hai bên đường này, nãy giờ mình đi từ đầu tuyến tới đây cũng mấy chục cây rồi, mà ở đâu hai bên đường cũng thấy rất là nhiều những cái thành phố buồn như thế này. Hay là ở đây cái gần biển nó mát mẻ, các cụ ra đây nằm cho nó mát mẻ ta. Mà toàn những cái nhà lớn không nhỉ, nhà rất là hoành tráng. Cái tuyến ven biển của Huế này thì nó giống như là một cái ngách đường nhỏ. Nãy thì có một đoạn khoảng hơn chục cây là đi trong đường làng nhỏ, còn bây giờ nó đi ra một cái đường nó lớn hơn, to hơn. Tuy nhiên thì nói về cái phong cảnh để ngắm ấy thì cũng không quá nhiều cái đặc sắc để mà có thể wow được, thì nó cũng là một cái tuyến khá là bình thường. Mình nghĩ là nếu mà đi ven biển ấy thì sẽ thấy được cả biển hay là có cái gì đấy hay hay, nhưng mà nó cũng bình thường thôi, chưa thấy cái gì đặc sắc lắm. Thì nếu như lựa chọn nhanh thì có thể, nếu mà đi từ thành phố Huế đi về hướng Đà Nẵng thì có thể đi luôn cái tuyến quốc lộ 1A cho nó nhanh. Đấy, còn thích trải nghiệm thì cứ quặt vào trong cái mạn trong này để mà đi, đường rất là vắng vẻ, đi thong thả chơi bời, đi nhiều đoạn thậm chí nhìn hai bên đường cứ như là cảnh đang đi về miền Tây vậy các bạn, giống cảnh đi về miền Tây cực. Không biết đây mọi người có thấy cái thuyền này không? Cái thuyền này nhìn thì là nó đang không có ai đúng không? Cái này đang ở dưới mênh mông biển luôn này. Đấy, mênh mông biển luôn mà tự nhiên có một cái thuyền mà không có ai hết. Nhưng mà mọi người nhìn thấy cái sục ở dưới nước không? Đấy, đấy, cái sục nó cứ trồi bong bóng nước lên và cái thuyền thì nó cứ đi loanh quanh. Thì mình đoán đây là ở dưới đấy đang có người làm gì đấy. Nhìn ảo ma chưa? Đó, ở bên dưới nước sụp lên là bên dưới đang có người ở dưới đấy lặn đấy. Không biết là bắt cái gì ở dưới đấy. Nhìn hay chưa? À, trên thuyền này, không rõ là trên thuyền đang có cái con gì. Lặn lâu thế không biết. Kinh thật. Ui. Lặn lâu thật sự luôn. Đấy. Để xem một hồi nữa có người trồi lên không nhá. À không phải một đâu, trên đây có thêm một cái thuyền thế này, nhưng mà đây có người trồi lên này. Đấy. À, nước cũng không sâu lắm đâu này. Nước cũng không sâu lắm, người ta đứng được kìa. Đấy, người ta đứng được này. Chứng tỏ là nước nó không sâu lắm. Đang lấy hầu hay là gì đấy. Đang bắt hầu hay gì đấy. Đấy. Ảo ma chưa. Một con cầu rất là đẹp. Vắng người, chả có ai. Mát thật sự. Đây, một bên view biển, một bên view núi này, check in này, tuyệt vời luôn. Quá tuyệt vời luôn. Mình vừa chụp được ở đây vài tấm hình khá là đẹp. Ưng phết. Đẹp chưa? Cảnh ôi, mênh mông. Biển mênh mông, đồi núi chập trùng. Chả có ai đi qua đi lại trên cầu luôn. Đây cũng là một cái nhánh của trong từ Huế.
ven biển Huế để đi ra quốc lộ 1A. Khúc này là đang chuẩn bị đi ra tới quốc lộ 1A rồi. Tuyệt vời. Đấy, đi tới cái khúc ven biển này thì thấy nó còn đẹp đẹp tí này, 11 cây nữa mới ra tới quốc lộ 1A lận. Trước nãy đi cái khúc ở trong kia thì toàn hai bên đường thì không có gì để ngắm. Khúc này còn thấy được tí biển này. Hình ảnh một bà cụ đang dắt xe đạp đi lên một con dốc khá là hay. Chính ra cụ như vậy thì là còn khỏe đấy. Nhiều người tuổi già rồi thì đâu có đi bộ còn không vững nữa, sao mà đi xe đạp nổi. Đây cụ đi được xe đạp luôn là quá giỏi đấy. Rồi đã tới được cái đường để vào đèo Hải Vân rồi các bạn ơi. Đây đường cho xe máy, còn bên kia là đường hầm các thứ. Bên kia là đường hầm thì xe máy không đi được. Còn để đi lên trên đèo ấy thì đi đường này. Đấy. Ngày xưa mình từng check in ở cái cầu này một lần rồi. Cầu Lăng Cô. Đó, ngày xưa mình đứng đây check in này. Tuyệt vời. Ô, có rất nhiều người cũng đang đi chơi này. Bạn này mang theo cả lều nữa, hoành tráng thật. Xe Vision nhá. Bây giờ sẽ bước vào con đường để lên đèo. Sắp tới một cái bảng. Cái bảng chỉ lên trên đèo Hải Vân thì cái chỗ đấy thường hay check in ở đấy. Hình như là đâu đấy qua cái cầu này là sẽ thấy cái bảng đấy này. Mình cũng sẽ dừng lại để mà check in thêm tấm. Úi xời, mấy cái vòi tưới. Cầu Lý Thương. Cầu Lý Thương tưởng là cầu Lý Thông đây. Đèo Hải Vân Ford. Đúng. Đây giờ nó có cái cây này nó làm chắn cái view check in của người ta đi, dở thật. Làm cái cây hơi sida. Ok, lên đèo các bạn ơi. Chúng ta đang bước chân vào con đèo, một con đèo khá là nổi tiếng của cung đường Nam Bắc. Để nhắc về đèo Hải Vân thì ui một cái cây cầu. Để nhắc về con đèo Hải Vân thì mọi người sẽ nghĩ đến những cái câu chuyện tâm linh. Ui giời ơi. Đây cái đường ray xe lửa ở đây này. Đường xe lửa này cũng khá là đẹp. Đây có một bạn. Chắc là bạn nam nhưng mà tóc cũng dài nhá. Tóc mình do nóng quá cái tự nhiên mình cũng lười thấy vướng thì thôi mình đi cắt luôn. Giờ cắt xong cái mặt nó trẻ măng, cứ như là được trẻ lại chục tuổi vậy ấy. Mặc dù là khi tóc còn dài thì cũng nhiều người nghĩ là mình rất là trẻ, sau khi cắt tóc rồi thì lại thấy mình trẻ hơn. Ảo thật. Ngày xưa thì nó chưa có cái đường hầm thì những cái xe container, những cái xe khách lớn các kiểu đi cái đường đèo này, leo đèo thì nó bị xấu đường, và cái đường của ngày xưa nó chưa đẹp như bây giờ, cho nên là người ta mới bảo là cái đèo Hải Vân này nó nguy hiểm. Còn bây giờ thì đường xá nó ok rồi, nó đẹp đẽ rồi, đi nó rất là dễ dàng, và xe lớn thì cũng xe, các cái xe lớn, các cái xe khách các thứ thì bây giờ đều có thể đi qua bằng đường hầm, nó sẽ nhanh và an toàn hơn. Đấy, cho nên là cái tuyến đường này nó cũng rộng rãi, thoáng mát, dễ đi chứ không còn nguy hiểm như ngày xưa nữa. Ngày xưa thì nó hay có mấy cái câu chuyện gọi là không may tai nạn đấy. Hải Vân này thì cũng rất là nhiều miếu, bởi vì nó cũng có rất là nhiều vụ tai nạn thương tâm, nhiều vụ tai nạn đáng tiếc, cho nên là nó rất là nhiều miếu để mà đền thờ các kiểu. Đây, như mọi người thấy này, đường xá rất là đẹp, mặt đường ok. Ở chỗ này nhìn phát là ra thấy toàn biển là biển, không thấy cái gì luôn, không thấy chân trời luôn. À nhầm,
không thấy bên kia luôn. Tụi Nguyên bị lũ. Đấy, úi trời ơi, nhưng mà đây nắng quá. Xe còn đúng hai vạch xăng. Hai vạch xăng này thì thoải mái, hai vạch xăng này thì tương đương là khoảng hơn 2 lít đấy. Bởi vì bình của mình là bình 6,5 lít. Bình đã độ rồi. Ngày hôm nay thì thấy khá là ít xe đi nhá, ít xe đi cực kỳ. Người ngợm xe cộ chả thấy mấy. Lâu lâu le que được một vài xe. Úi giời, ôm cua qua bên này luôn má. Rất là nhiều người đi xuyên Việt qua cái tuyến này. Đây là một tuyến basic, một tuyến cơ bản để mà có thể đi xuyên Việt. Là hầu hết là mọi người sẽ đi quốc lộ 1A đi qua cái thành phố. Thì cái tuyến này nó an toàn, an toàn và dễ chơi. Còn để mà chơi khó hơn ấy, những cái người mà sẽ dành cho những cái người mà yêu quý thiên nhiên và những cái sự hùng vĩ. Đấy, và đặc đó là cái tuyến đường mà Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây. Thì những cái tuyến bên đấy thì rất là vắng, vắng cực kỳ. Cho nên là để đi vào đường đấy thì cần phải có kinh nghiệm và có đồng đội. Chứ còn đi một mình một xe thì rất là dễ nằm trong đấy luôn. Đấy, đó là nói vui vui đấy nhé, chứ không đến nỗi là nằm trong đấy luôn đâu. Nhưng mà đi một mình trong cái đường đấy thì khá là rủi ro, vì đường vắng này, chả có ai ở trong đấy này, cực kỳ ít người, vắng khủng khiếp. Đường rừng rậm các kiểu, đèo đồi núi các kiểu, hư xe thì cũng chả biết gọi ai, coi như là khóc. Đôi khi là có những cái tuyến là không có tí sóng, không có tí mạng nào luôn. Nhưng mà nói đi về nói lại thì cái tuyến Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây thì là một cái tuyến khá là đặc biệt. Nó rất là đẹp. Nó dành cho những người mà thích khám phá thiên nhiên và thích phiêu lưu mạo hiểm. Mình thì cũng được đi mấy lần trong Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây rồi. Hôm nay lên đèo Hải Vân, nếu mà tí nữa đến cái chỗ mà hay có nhiều idol quay mấy cái chỗ mà ôm cua đấy, cái khúc cua huyền thoại ở trên đèo Hải Vân ấy. Cái địa điểm đấy thì đa số là nếu mà muốn thấy mấy idol chạy ôm cua ấy, thì phải tầm chắc là chiều chiều tối nó mát mát một tí thì mới có nhiều người đứng ở đấy. Chứ còn ui giời, khúc cua này gắt thế này. Chứ còn bảo như là bây giờ trời nắng chang chang cái này thì mà đi lên đấy thì chắc cũng chả có mấy ai đâu. Úi giời ơi, đẹp chưa. Đường đồi núi ôm cua lên cao đấy, lên cao đấy. Hải Vân này, đèo Hải Vân này cũng có mấy cái chỗ mà điểm đứng để check in đẹp lắm. Chạy lên tới gần đỉnh đèo cái bắt đầu thấy không khí nó mát hẳn, sướng hẳn luôn các bạn. Và chuẩn bị chào đón một cái, sau khi mình xuống chân đèo thì chắc là chuẩn bị sẽ chào đón một cái đợt khí hậu nóng. Đây, đây cũng là một cái miếu gì đó, một cái miếu để cho mọi người vào thắp nhang, cho bác tài vào thắp nhang để cầu sự bình an khi khi đi trên xe. Đà Nẵng, đây trên này như là tới được cái chân đèo rồi, tới nơi rồi. Mình sẽ ở đây và uống nước, nước nôi, nhưng mà xem chỗ nào nó có vóc viếc gì không, chứ ngồi đây thì nó không có ấy lắm, nẹt kinh đấy, không có võng. Xuống kia thì kiếm cái quán nào nó có võng ngồi thích hơn. Ở đây thì nó chỉ có như này này, có cái đường như này mà nó rào luôn rồi. Ngày xưa là đi lên trong đấy được vào mấy khu đấy, bây giờ nó xây. À đây kìa, nó vẫn lên được kìa. Công lên không? Thế anh lên đi, em ra đây ngồi uống nước. Một cái view mà để ngồi uống nước ở trên đèo Hải Vân để mà nhìn xuống thành phố Đà Nẵng này. Ngồi từ trên này là có thể nhìn từ đằng xa xa kia là cái thành phố Đà Nẵng rồi. Tuyệt vời chưa? Trời trong xanh, nước biển trong xanh ngắt luôn.
nhìn được toàn bộ những cánh ở dưới Đà Nẵng. Nếu mà buổi tối ở trên này ấy, thì sẽ nhìn được ở dưới đấy là nguyên một dàn đèn. Hình như là bên kia thì là cái gì ta, bán đảo Sơn Trà chắc là vậy, hướng bên đấy. Ở đây thấy cả cái cây hoa gì tím tím này, hoa gì tím nhất. Ok, bây giờ là bắt đầu đi xuống đèo Hải Vân, đi tiếp tục. Cái chỗ đỉnh đèo Hải Vân ấy, ngày xưa nó còn đi vào trong lên trên cái khúc mà hồi nãy mình chỉ ấy, để check in được, chứ còn bây giờ là không có đi lên trên đấy để mà check in được. Người ta rào hết rồi và cũng không biết lý do vì làm sao rào và rào để làm cái gì. Thì cái chỗ đấy nó cũng là một cái đường, có một cái đường để lên trên đỉnh đèo để mà camping. Cũng rất là nhiều người từng camping ở trên đấy. Tuy nhiên là bây giờ chắc là muốn camping trên đấy thì phải mất tiền. Mình thì chưa có dịp để camping ở đấy bao giờ nên là cũng chả biết. Nên là đoán cũng là nhìn tình hình mà đoán thế thôi. Giờ thì thả dốc xuống đèo luôn. Đây, đây chính xác, đây là một cái địa điểm của các idol top. Và đây là một cái địa điểm để mà check in này. Một cái địa điểm mà có khá là nổi tiếng. À không phải là nổi tiếng, khá là được check in nhiều. Đây, mọi người thường sẽ check in ở đây để lấy cái góc cua. Đấy, một bạn nữ ôm cua. Ui, ôm cua à. Ghê chưa? Một bạn gái ôm cua chạy ẹt. Đấy, một cái góc cua này. Bình thường người ta sẽ hay ôm cua ở đây, ôm nhiều idol ôm cua ở đây mà xòe ở đây luôn. Rất là nhiều idol thể hiện ở đây, nhưng mà tuy nhiên bây giờ chả có ma nào hết. Thì hôm nay không phải cuối tuần và bây giờ cũng còn khá là nắng, nên là không có gì xem hết, nên thôi là đi luôn. Đây thì khá là nhiều người thích ôm cua, gọi là thích thể hiện, thì sẽ hay ôm gắt ở cái đoạn đấy. Và cũng rất là nhiều người đã bị xòe ở cái khúc đấy, do là thể hiện quá đà, vượt ra khỏi cái khả năng của mình cho nên là xòe thôi. Mình thì không đam mê cái bộ môn đấy, cũng không có đam mê thể hiện nên là không hứng thú gì để làm mấy cái pha highlight đấy được. Bây giờ sẽ đi chạy thẳng qua bán đảo Sơn Trà. Bán đảo Sơn Trà thì cách nãy check map thì khoảng 40 cây. Xem nào. Đây, bán đảo Sơn Trà này. Đấy, 3, 40 cây. Ok.